Xin chào tất cả các bạn ạ. Chúng ta là quay trở lại kênh YouTube của Anh Thông Nhân Bán Xe. Và như thường lệ thôi thì mình sẽ thường xuyên cập nhật những video mới nhất về những cái dòng xe được bên mình thu về. Và trong buổi chiều muộn ngày hôm nay, mình sẽ lại tranh thủ vài phút ngắn của cuối buổi chiều ngày hôm nay giới thiệu cho anh em chúng ta những ai mà đã hỏi mình rất nhiều những dòng xe 7 chỗ mà giá rẻ về chúng ta chạy kinh doanh hoặc chạy dịch vụ. Thì đây nhé, là một trong những dòng xe mình sẽ gửi tới các bạn chúng ta để chúng ta tham khảo nhanh các bạn nhé. Mẫu Innova số sàn được sản xuất năm 2015. Cách đây vài hôm thì bên mình đã có về một chiếc 2014 nhưng mình đã bán rồi. Và thời điểm này giá rất tốt các bạn ạ. 2015 giá chỉ khoảng độ hơn 300 triệu thôi là chúng ta đã sở hữu được một mẫu xe 7 chỗ rồi. Xe này thì có lịch sử ngày xưa mua tại mình các bạn nha, nên là chúng ta để ý vẫn còn nguyên chữ tem của dòng chữ Toyota Hiroshima Tân Cảng. Xe này là khách hàng ngày xưa từng mua bên mình nên là cái lịch sử cũng như là thủ tục mua bán cũng khá nhanh. Và khách hàng đã quyết định bán cho bên mình để đổi một sang một mẫu xe nó cao cấp hơn. Đây là tổng thể về cái hông xe bên này các bạn nhé. Xe rất là đẹp. Nội thất bên trong, nội thất vẫn giữ nguyên, đó là ghế nỉ các bạn ạ. Vẫn giữ được bộ ghế nỉ zin này. Tay nắm cần số và đầu DVD. Cái này có tích hợp GPS luôn các bạn nhé. Đa phần những cái mẫu xe này thì bên mình thu về thì là những mẫu xe được tuyển chọn, mẫu xe chạy gia đình, nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm. Cái dàn vô lăng này còn rất là mới các bạn ạ. Và phía trước mặt táp lô vậy thôi. Còn những mẫu xe chạy dịch vụ rồi thì bên mình cũng hạn chế thu. Đặc biệt là trong cái thời điểm này, mình tồn rất là nhiều Innova. Đó. Phía bên này của xe. Hệ thống đèn các bạn nha. 2015 mà chúng ta vẫn chưa có đèn sương mù. Rồi mặt ca lăng đây. Dự kiến thì bên mình sẽ mất khoảng độ 3 đến 4 ngày để làm đẹp mẫu xe này. Và ngay từ bây giờ thì quý khách hàng nào chúng ta xem xe và xem được video của mình thì cũng hay nhanh tay liên hệ với mình nhé, để chúng ta có thể đặt cọc chiếc xe này ngay từ bây giờ trước khi được đưa vào làm đẹp. Có lẽ bên mình sẽ thay lại bộ ghế khác, đó là bộ ghế da, để cho nó đẹp hơn. Và theo xu hướng mới bây giờ thì chúng ta sử dụng ghế da nhiều hơn. Nắp cabo nhé, dán phim cho này, che mưa rồi, động cơ đây. Xe vừa về trong buổi chiều của ngày hôm nay tuy rằng khá dơ nhưng mà về mặt chất lượng máy thì mình đánh giá là khá cao. Cabo chúng ta còn zin nguyên các bạn nhé, đó, trùng chỉ còn zin nguyên này. Những anh em nào mà thời điểm như thế này năm ngoái chúng ta hỏi những mẫu xe này thì đều có mức giá khoảng độ 480 triệu, thậm chí là 500 cho một mẫu xe Innova như thế này. Và thời điểm bây giờ sau dịch thôi, có giá rất tốt các bạn ạ. Chỉ 380 triệu thôi là chúng ta sở hữu ngay một mẫu xe Innova 7 chỗ số sàn, bền bỉ và kinh tế. Tôi mình nhắc lại nhé, mẫu xe Innova số sàn được sản xuất 2015 và đang được công ty mình chào bán mức giá chỉ 380 triệu thôi các bạn ạ. Xe rất là đẹp luôn. Thì mọi thông tin chi tiết về mẫu xe này xin bạn vui lòng liên hệ với mình thông qua số điện thoại dưới màn hình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.